Xin kính chào anh em gần xa khắp nơi đang theo dõi kênh Vinh Hành Audio. Thì hôm nay em về được một cái con Amply đa kênh của Vioner, có model là VSA919AH để phục vụ anh em. Thì đây là hàng đấu giá nội địa nhập về nên hình thức còn khá là đẹp. Và máy về nó sẽ kèm một cái khiển zin của Vioner. Đối với cái khiển này thì có thể chỉnh full các chức năng của Amply. Và với cái dòng Vioner VSA919AH này thì nó sẽ có thiết kế là dạng mặt gương Vioner màu đen rất là sang trọng, thì nó sẽ tương tự như những cái dòng cao cấp như là những cái dòng NLX, máy rất là đẹp nha anh em. Và với cái dòng Vioner này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái cổng kết nối thứ nhất, đó là cổng HDMI, thì anh em có thể lấy tín hiệu từ hộp Android Box đưa vào và nó sẽ xử lý âm thanh ra Amply và hình ảnh nó sẽ xuất sang TV. Và với cái cổng HDMI đó thì nó sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Standby True HD, DTS HD Master Audio. Thì đây là những cái định dạng đa kênh thế hệ mới, anh em có thể sử dụng để xem phim đối với những cái định dạng đa kênh mới. Và cái cổng kết nối thứ hai đó là cổng WAN, thì anh em có thể nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ mạng internet thông qua cái kênh YouTube với cái kết nối cổng WAN từ Smart TV đi xuống ha, rất là tiện dụng để anh em có thể nghe nhạc và xem phim. Thì đây là cái cổng phổ biến để anh em có thể sử dụng. Và cái cổng thứ hai, em xin lỗi, và cái cổng thứ ba đó là cổng analog, thì anh em có thể nghe nhạc trực tiếp từ cái đầu đĩa xuống, đó là cổng thông dụng. Và một cái cổng thứ tư đối với cái dòng này thì rất là đặc biệt ha, thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái cổng USB, nó nằm ở bên trong cái nắp cốp này ha, thì để sử dụng thì ta nhấn cái nắp cốp này ra nha ha, và mở cái nắp này ra. Đối với những cái một số máy thì thường hay bị mất cái nắp cốp này, và đối với cái máy này còn nguyên luôn ha. Thì với cái cổng USB này thì anh em có thể chơi trực tiếp là cái thẻ nhớ USB người ta cắm vào để chép nhạc số để chơi. Và đối với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái nhạc số định dạng MP3 nha, cắm vào và chơi trực tiếp. Và đối với cái dòng này nha, dòng Amply 919 này, nếu như ta sẽ không có được cái khiển zin thì ta sẽ không khiển được cái MP3 này để chọn bài và chỉnh nhạc nha. Và nếu không có cái khiển này thì anh em vẫn sẽ không có cài đặt cái âm sắc cũng như là cái chế độ nghe nhạc cho anh em. Thì lúc đó Amply nó sẽ có cái chất âm rất là dở, đặc biệt là đối với cái dòng này rất là cần cái khiển này, khiển zin này. Thì đó là bốn cái chức năng thông dụng của Amply. Rồi em sẽ test từng cổng cho anh em và cũng như là giới thiệu về cái một số cái chức năng về cái điều chỉnh cài đặt bên trong. Và với cái dòng này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái bộ điều chỉnh equalizer chính kênh tần số, thì nó sẽ cải thiện âm sắc rất là nhiều nên chất âm nó sẽ khá là hay nha anh em. Rồi em sẽ phát một đoạn âm thanh để test các chức năng audio cho anh em. Rồi cái cổng đầu tiên em test đó là cổng HDMI. Thì với cái cổng HDMI thì em đang kết nối vào ngõ vào là BD, đó là ngõ Blu-ray nha. Nên em chuyển giùm em cái ngõ là BD ha. Đây là cái nút điều chỉnh ngõ vào, và nút bên tay phải là nút điều chỉnh volume ha. Rồi em sẽ phát nhạc lên. Rồi em sẽ test bằng cái khiển luôn ha, chức năng điều khiển luôn. Rồi volume ha. Rồi cái cổng thứ nhất đó là cổng HDMI, thì khi anh em kết nối với TV thì nó sẽ hiển thị hình ảnh lên TV. Hiện tại em đang kết nối từ cái hộp Android Box đưa vào nha. Và cái cổng thứ hai tiếp nữa là cổng WAN, em chuyển đổi là ngõ TV sát nha. Thì anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV đi xuống, thì chút nữa em sẽ quay cái kết nối phía sau. Và cái cổng tiếp theo đó là cổng CD, đây là cổng analog nha. Anh em có thể lựa chọn ở đây VD, CD, TV hoặc là có thể lựa chọn cái ngõ vào đây. Thì đó là những cái ngõ vào. Rồi tiếp theo là em sẽ test về cái chức năng là đọc USB cho anh em ha. Đây, ta cắm USB vào máy ha.
đây thì nó sẽ đọc USB trực tiếp này cũng được, hoặc là ta cắm dây USB cho iPhone, iPod thì nó sẽ phát nhạc trực tiếp luôn. Rồi, và trên cái khiển nha, trên cái khiển thì ở đây em sẽ hướng dẫn sơ cho anh em luôn. Đối với cái khiển này thì đây là một cái khiển đa năng. Anh em sẽ thấy ở đây là nó sẽ có nút là AV, tức là nó sẽ điều khiển chức năng cho âm ly, receiver. Những cái chức năng này khi mà ta nhấn qua đây thì những cái chức năng qua lại lên xuống và enter menu thì nó sẽ hiểu cho là âm ly. Và đây là nút chỉnh bass và chép ha, thì chút nữa em sẽ test tương tự luôn. Rồi khi mà ta chuyển sang các chức năng thì một số cái phím đây nó sẽ chuyển sang, ví dụ như là CD thì những cái phím ở đây nó sẽ chỉnh cho CD của hãng Pioneer. Và ở đây em sẽ chọn là USB. Khi ta chọn USB thì những cái phím qua lại lên xuống này thì lúc này nó sẽ là điều khiển cho cổng USB qua bài, thì nó sẽ không còn là nút là bass, cổng trừ bass nữa, mà nó sẽ là nút qua bài và lùi bài. Chính vì cái chức năng là như vậy thì đôi lúc anh em sẽ không nhấn được khi mà mình cài đặt là những một số cái chức năng cho âm ly, thì để điều chỉnh lại cho âm ly thì ta nhấn là nút AV nha anh em. Rồi ở đây em sẽ test cho anh em cái chức năng là điều khiển cho iPod USB, thì ta sẽ nhấn iPod USB ha. Thì trên đây nó sẽ hiển thị là iPod USB. Và lúc này thì nó sẽ có cái menu là nó hỏi là chúng ta là sử dụng music ha, thì ta nhấn enter. Rồi, lúc này nó đã đọc được cái dữ liệu trong USB. Và ta nhấn mũi tên lên xuống để chọn bài ha. Lúc này thì nó đang nhận diện là cho điều khiển cho USB. Rồi, ta nhấn enter để play. Sử dụng như là một bộ phát nhạc số luôn, khá là hay nha, rất là tiện dụng. Rồi, nhấn qua bài luôn nha. Rồi, nhấn qua bài bằng nút này nha. Khi mà chuyển sang AV thì nó sẽ là nút phát chép nha. Bây giờ thì đang là chế độ là iPod USB thì nó sẽ là qua bài nha. Thì đó là cái chức năng đọc USB ha. Rồi tiếp theo em sẽ hướng dẫn anh em về cái thao tác để mà điều chỉnh equalizer. Để mà điều chỉnh equalizer thì trên cái khiển này ha, thì ta sẽ chuyển về điều khiển cho âm ly, thì anh em sẽ nhấn nút là AV ha. Còn những này thì toàn bộ cái bộ nhớ của âm ly, cái khiển này thì nó sẽ nhớ là khiển cho âm ly, thì lúc này ta mới nhấn setup được ha. Thì nó not available, nó sẽ không chấp nhận do nó đang đọc về USB ha. Thì anh em chuyển lại giùm em là BD và nhấn lại đây. Rồi những cái hình ngôi nhà đây, nút cài đặt ha. Khi mà nhấn cài đặt thì nó sẽ hiển thị modem xuống cái menu số 1 ha, và ta nhấn enter và di chuyển xuống là menu để cài đặt equalizer. Nhấn enter, mũi tên xuống, enter. Thì lúc này nó sẽ đọc cái dữ liệu equalizer bên trong máy. Thì đây là cái thao tác để cài đặt, giảm nhỏ volume lại, để cài đặt equalizer thôi. Thì chỉ làm một lần, thì sẵn đây em hướng dẫn cho anh em để mà sử dụng luôn. Và ta di chuyển đây, ở đây là nó sẽ đọc cái dữ liệu cho lo lép và những mũi tên ngang. Thì ở đây nó sẽ có tần số là 63 Hz, đây là tần số bass mềm em đang cài đặt là cộng 11, và tần số là 125 em đang cài đặt là cộng 10. Tiếp theo nữa là tần số 250 là 0, 500 là 0, 1 ký là 2, em cho cái tần số mic nó lên chút xíu. Và tiếp theo nữa là tần số 4 ký, 2 ký, 4 ký là 0, 8 ký hay là 11 thì nó sẽ cho tiếng chép nó sáng tiếng. Và tiếp theo nữa là tần số 16 ký luôn ha, cộng 12.
rồi sau đó ta di chuyển mũi tên trở lại ha, và cho là left ha. Tiếp theo em di chuyển mũi tên xuống cho là center ha. Thì ở đây em chưa cài đặt cho lo center ha. Rồi, em sẽ di chuyển ngang ha. Thì center thì nó sẽ thiên về cái âm mic và cái âm chép ha. Thì em sẽ chọn tới tần số 1 kHz để tăng lên cộng 2, tần số 16 kHz thì cho tăng lên, cho tăng lên là cộng 8. Và khi kết nối với dây HDMI ha, thì anh em sẽ thấy rõ ràng là những cái thanh điều chỉnh ha, những cái đủ là chính cần tần số luôn ha, như là những cái equalizer chỉnh tai. Rồi đối với tần số 8 kHz ha, là em cho là 6. Rồi như vậy là chỉnh một số tần số cơ bản cho loa center, và tiếp theo em di chuyển xuống cho loa R ha. Rồi loa R thì ta cũng ghi nhớ những cái thông số để mà cài đặt cho cái loa giống như là loa L. Rồi sau khi cài đặt equalizer xong ha, ta nhấn trở ra. Còn về cái cài đặt loa ha, thì em đã cài đặt sẵn nha, sau đó nó nhấn nút trở ra. Ở đây em sẽ di chuyển xuống mũi menu là số 4 luôn để hướng dẫn cho anh em luôn. Speaker system ha, thì ở đây em đã cài đặt sẵn hết rồi ha. Thì những cái loa em đã cài đặt sẵn cho anh em là loa lớn. Nếu như một cái ampli khi mà chưa cài đặt những cái thông số về loa, về volume loa, equalizer thì âm thanh nó sẽ rất là dở nha anh em. Thì chút nữa em sẽ test về cái menu bên ngoài cho anh em xem. Rồi sub ha, là chọn blast ha. Rồi những cái thông số em đã cài đặt sẵn nha. Rồi trở ra và trở ra. Rồi trở ra ngoài thì lúc này nó sẽ là cái màn hình sử dụng thông thường nha. Rồi đây là một cái chức năng rất là quan trọng và hữu ích đối với cái dòng ampli Pioneer. Thì anh em sẽ thấy ở đây là nó sẽ có cái nút phía bên tay trái bên đây. Thì đây là nút menu về cái âm thanh. Ở trên cái mặt trước máy này thì nó sẽ không có cái chức năng này. Nó sẽ có cái nút là Home menu để setup. Thì anh em có thể setup được. Nhưng mà đối với cái nút mà điều chỉnh âm sắc ha, thì nó sẽ nằm ở trên cái khiển này mà thôi. Nếu không có cái khiển này thì ampli này thì nó sẽ mất 50% giá trị rồi. Nó sẽ không thể hiện được những cái mặt âm sắc là những cái chỉnh bass chép ha. Rồi anh em nhấn giùm em cái nút này vô. Khi nhấn nút này vô thì ở menu đầu tiên của nó ha, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là M1 và mũi tên ngang. Tức là nó sẽ cho chúng ta 5 bộ nhớ, 6 bộ nhớ nha. Ở đây em sử dụng memory số 1 nha, và nhấn mũi tên xuống ha. Thì đây là cái menu tắt mở equalizer. Nếu như âm đi của chúng ta tắt equalizer thì nó sẽ không hiển thị được cái chế độ equalizer bên trong đã cài đặt ha. Mũi tên xuống ha, đây là chế độ là midnight low net. Đối với cái dòng Pioneer này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chế độ low net luôn ha. Có thể on off ha, và di chuyển xuống. Đây là cái menu rất là quan trọng, khi mà nó ở vị trí on ha, thì chúng ta mới có thể điều chỉnh được bass chép nha nè. Nếu như là bypass thì sẽ không thể điều chỉnh được bass chép ha. Rồi em chuyển sang on ha, thì lúc này mũi tên xuống ha, ta có thể điều chỉnh được thay đổi bass và chép ha. Thì đây là cái menu quan trọng nhất mà chúng ta thường hay sử dụng thôi, menu là tone nha nè. Rồi em sẽ trở ra ha, và test thử trực tiếp về cái chức năng đó cho anh em. Rồi em sẽ phát một đoạn nhạc. Như nếu như không có khiển ha, thì những cái chức năng điều khiển âm sắc thì ta không thể nào làm được rồi. Rồi em nhấn vào menu âm sắc nha, để chỉnh. Em ví dụ là âm thanh nó đã dở hơn khá nhiều rồi, ví dụ như là nó không mở được
Airway Deezer à, thì âm thanh nó rất là dở. Rồi tiếp theo nữa là cái mở lên ha, khác biệt rất là nhiều nha em. Midnight low net ha, mở tông on lên à, và lúc này thì ta có thể nhấn nút điều chỉnh bass chép đây à, cộng trừ bass à, đây là cộng trừ chép ha. Rồi đó là cho bộ nhớ số 1 nha, chúng ta lên xuống ha. Bộ nhớ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 chưa cài đặt ha, thứ 6 ha. Ta chỉ cài đặt cho bộ nhớ số 1. Rồi đó là tất cả những cái chức năng cài đặt để mà sử dụng điều chỉnh à, và phía ngoài đây thì nó sẽ có những cái nút mà cài đặt chế độ nha anh em. Đây là nút stereo, auto, đây là những cái nút chế độ âm thanh à, thì ta sẽ quan tâm những cái nút như là stereo, advanced surround ha. Thì với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cả chế độ là Ontario, nên anh em có thể nghe nhạc bằng tất cả các kênh loa khá là hay nha. À, ta nhấn là nhiều lần nút Advanced à, nút chế độ là ESD Stereo, đây là chế độ Ontario nha nè. Ontario là tất cả các kênh lo đều hoạt động Ontario. Rồi phía phần bên đây là nút Speaker à, On Off ha. Rồi đó là tất cả những cái chức năng sử dụng về cái dòng Ali Buena 99. Và đây là cái catalog của cái dòng 99 nha anh em. Nó là VTX thì đây là cái dòng xuất Mỹ nha. Nó toàn bộ cấu hình và chức năng nó sẽ tương tự nha. Chức năng Equalizer nè, ở đây anh em sẽ thấy là cái bộ chuyển đổi DAC 192 kHz 24 bit nè, HDMI chất lượng cao nè, cũng như là độ tăng độ phân giải hình ảnh nè, vân vân. Và về cái công suất ha, công suất âm thanh thì nó sẽ có công suất lên đến là 120W một kênh loa nha anh em, đánh cũng khá là khỏe, 120W. Và về kích thước của nó nha, kích thước chiều ngang của nó tiêu chuẩn là 420, chiều cao là 158 và chiều sâu là 348 nha. Và trọng lượng là 8,7 kg, một cái dòng âm ly đẳng cấp của Buena, tích hợp rất là nhiều công nghệ và hỗ trợ về giải trí và nghe nhìn. Như anh em sẽ thấy là dòng này chất âm của nó khá là hay nha, tiếng cực kỳ sáng tiếng. Về hình thức của nó nha anh em, mặt trước là đẹp long lanh luôn ha, không một vết chai, và mặt hông cũng rất là đẹp. Rồi, khá là đẹp nha. Rồi em sẽ tăng cái volume lên để test các ngõ ra âm thanh cho anh em luôn. Rồi, như anh em thấy ha, thì ở đây em đang kết nối là HDMI in ngõ BD à, ngõ này thì em lấy tín hiệu từ học anh bóp đưa vào ha, và đây là tín hiệu HDMI out, tín hiệu này sẽ đưa lên TV, và đây là kết nối cổng quang từ TV xuống ha, Smart TV, và đây là cổng analog nha anh em. Rồi nếu như anh em nào chỉ có hai lo ha, thì ta lắp vào vị trí ở hai lo phong đây. Đây một lo, hai lo,
và anh em nào có thêm loa center, loa vị trí trung tâm thì tôi lắp vào vị trí center nha. Rồi, và có thể lắp thêm một cặp loa cho vị trí là surround. Rồi, và một cặp loa nữa cho vị trí là superback nha. Rồi, đó là tất cả các ngõ ra loa thì hoạt động ok nha. Và đây là cái thông số của nó, Pioneer VSA919AH nha anh em, made in Malaysia. Điện áp là 100V, công suất tiêu thụ điện là 270W nha. Rồi, tiếp theo em sẽ soi ru can nội thất bên trong cam ly Pioneer cho anh em. Và đây là ru can bên trong cam ly Pioneer nha anh em. Ru can cũng khá là gấu ha. Một cái tấm nhôm tản nhiệt lớn ha. Ở đây anh em sẽ thấy là với cái dòng này thì nó sẽ có thiết kế là quạt cái nhiệt luôn nha. Biến thế nguồn của Pioneer luôn. Và hai cái tụ lục nguồn Nichicom luôn. Đây anh em sẽ thấy là nó sẽ sử dụng là ba con chip STK ha. Đây loại công suất lớn tích hợp ha. Ba con. Một con to và hai con nhỏ ở hai bên. Những cái bo mạch rất là lớn ha. Máy khá là sạch nha anh em. Rất mới. Và với cái con Pioneer này thì anh em có thể đánh cùng lúc là ba cặp loa bass 20 đánh bộ tư nha. Thì cũng như anh em có thể là chơi nhạc trực tiếp từ mạng internet thông qua cái Smart TV hoặc kết nối cổng quang như là cổng HDMI từ hộp Underbox bên ngoài, cũng như là chơi nhạc USB trực tiếp phía trước máy, cũng như là hỗ trợ cho iPod, iPhone, rất là tiện dụng cho anh em để chơi sử dụng. Với cái chất âm của nó cực kỳ sáng, những cái dòng âm đi Pioneer thì rất là nổi tiếng. Thì với cái con này thì em sẽ bán với giá là 3.800.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Một cái giá cực tốt để cho anh em chơi Tết. Thì máy sẽ bao gồm là khiển zin luôn, theo máy luôn. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.